Suốt ngày shopping, anh đi làm về còn chưa kịp ăn gì đâu. Sao anh vô lý thế? Em có làm cái gì đâu? Nhìn cái đống đồ ấy đi, tiêu hết bao nhiêu tiền rồi. Mãi mà có thời gian đi mua sắm được, anh làm quá lên nhở? Sao? Về đến nhà loạn hết cả lên. Nhường nhịn chồng một câu thì có chết đâu. Thì có chuyện gì? Mẹ nhìn đống đồ ấy xem, con dâu mẹ mua một đống đồ bằng tiền của con đấy. Em có tiêu hoang phí cái gì đâu. Em mua nào là bếp này, 2 trong 1 này, mua cả 2 trong 1 nữa. Hoang phí cái gì? Sao mua nóng một giận thế này? Bớt đi lại mua cả nước xả nữa chứ. Mẹ ơi, đây là một giật con 2 trong 1, không cần nước xả giả, tiết kiệm gấp đôi, không hoang phí đâu mẹ. Con thấy chưa? Lúc nào cũng nghĩ người khác tiêu tiền của mình. Diệu, vào nhà lấy chậu quần áo bẩn ra đây cho mẹ. Nhanh. Đây mẹ, mẹ. Đây, cầm lấy. Đem vào toilet, giặt kỹ hết chỗ quần áo này cho mẹ. Để biết là vợ nó vất vả thế nào, rồi chia sẻ với nó. Này, chưa thấy có đứa con dâu nào mà nó ki bo, nó bủn xỉn với mẹ như con đâu. Có chuyện gì thế mẹ? Con nhìn vợ con đi, đúng là con dâu có mà dâu ria ấy. Nó tính toán với mẹ từng đồng từng xu một ấy. Em tính toán với mẹ làm gì? Em có tính toán đâu. Tại em không có tiền chứ. Mẹ đang tâm hồn đây. Tưởng chuyện gì? Cái gì? Anh ăn con tâm hồn nào 200.000 cho? 200.000 không đủ à? Đây, 2 triệu. Phải thế chứ. Anh đưa ngay từ đầu có phải là em chuyện không? À, anh gặp quỹ đen đúng không? Không, quỹ đen, quỹ đỏ gì tầm này. Tạ Kha, mẹ, mình có tiền rồi, mình ra tâm hồn đi. Ôi giời, mẹ diễn xuất sắc luôn. Đây, HC của mẹ đây. Cái thằng ôn con dễ bị lừa thế không biết. Mẹ con mình à, phải hợp tác với nhau. Ý vào, cứ thấy mà phát huy con dâu nhá. Đi lên mẹ. Đi ăn tô hùm. Mẹ này, tình hình là sắp tới bọn con tính mua nhà ra ở riêng. Cô định xui dại con trai tôi chứ gì? Thế ở với tôi, cô thấy khó chịu lắm à? Không ạ, bọn con tính chuyển ra ở riêng để cho gần chỗ làm, tiện 2 đứa thôi ạ. Anh chị chỉ lắm lý do thôi. Thế nếu sau này tôi già, tôi ốm thì ai chăm tôi? Tôi không cho đâu. Con dâu, ngôi nhà này mẹ mua năm ngoái, làm quà cưới cho các con. Nhưng đợi mãi mới lấy được sổ đỏ, bây giờ mẹ giao cho con. Con tưởng là mẹ không đồng ý ạ. Tính chồng con lạ gì, nó hoang phí lắm. Nên mẹ không muốn đưa tiền, mẹ muốn mua ngôi nhà này và yên tâm để giao cho con. Con cảm ơn mẹ ạ. Nhưng mà nhớ là phải dọn sớm đi nhá. Để mẹ còn mời mấy bà bạn đến tụ tập, lắm lúc muốn hát karaoke. Mà nghĩ các con đi làm về mệt, không được hát bực hết cả mình ấy. Vâng ạ. Mẹ, con đi làm về rồi ạ. Đi lên tắm rửa đi, rồi xuống đây ăn cơm. Mà chồng con đâu hả mẹ? Đi làm đã về đâu, tôi kệ nó con ạ. Thôi, mẹ ăn cơm đi, con không nuốt nổi cơm đâu. Sao thế? Dạo này con đang chán chồng con mẹ. Anh ấy cứ đi từ sáng tới đêm mới về. Có thể là nó tăng ca đấy. Không mẹ ạ, con hỏi đồng nghiệp của anh ấy rồi. Công ty không tăng ca, anh ấy hiện còn không ở công ty nữa cơ ạ. Chắc là có người mới. Có thật không? Cái thằng này muốn chết đây. Mẹ làm gì đấy ạ? Thằng con trời đánh của mẹ nó không biết điều. Thì mẹ giao tất cả nhà cửa tiền nong cho con, để xem nó có lém phém nữa hay không. Mà nếu có thật ý, thì dù có cái rẻ rách ở trong nhà này cũng không mang được đi đâu đâu. Mẹ ơi, nhưng mà con vẫn nghi ngờ thôi chứ chắc chắn. Thôi, không nói nhiều. Ngay ngày mai con đi chuyển đổi giấy tờ đất cát để cho mẹ. Thứ nhất là để cho con yên tâm, thứ hai là để dằn mặt nó ra xem nó có dám không. Này cầm lấy. Vợ ơi, anh nó sang rồi này, thử đi xem ngon không. Này, ai cho phép cô được ăn hả? Con trai tôi đi làm vất vả về lại phải nấu cơm, cô ngồi như bà thường ấy, lẽ ra cơm này phải tôi ăn mới đúng. Mẹ cháu thật sự là như thế sao? Anh già, mẹ. Hôm nay có cái gì nó sai ý. Con trai của mẹ hơi điên đấy, chủ động vào bếp nấu cơm. Không phải mẹ ạ, hôm nay tại là vợ con bắt con nấu cơm nên là con cho nhiều hành với ớt vào đây này. Để vợ ăn cay một lần nên là sao kinh, không nhờ con nấu cơm nữa. Ai cho phép con nấu nướng thế này? Toàn rau với hành thế này thì con dâu mẹ ăn làm sao được? Đi vào nấu lại. Vâng, con nhìn đâu. Sao thế mẹ? Thì vợ con ấy, nó bụng thối bụng nát ra. Nấu ăn thì nhạt nhẽo, còn được có vài món thôi.
Chắc vợ con dạo này nhạt mồm nhạt miệng. Mẹ đợi tí lát con gửi tiền về cho mẹ nhá. Mẹ thích ăn gì cứ ra ngoài mà ăn. Còn vợ con ấy, tí con gọi điện mắng cho một trận. Mà chớ vội mừng. Nếu nó gọi điện hỏi tụi con ấy, con phải tỏ ra đáng thương vào nhá. Vâng. Ôi mẹ ơi, chồng con họ. Bật loa. Em nghe này chồng. Anh định gửi cho em 5 triệu, tiền anh vừa được thưởng hôm qua. Em nhớ ở nhà chăm sóc mẹ, mua gì ngon ngon tẩm bổ cho mẹ nhá. Vâng. Mà anh có đặt mua cho em một chiếc túi em thích đấy. Hàng đang ship về rồi, anh cũng thanh toán tiền luôn rồi đấy. Vâng ạ, yêu anh. Trời ơi, thấy chưa? Cái thằng này nghe phải biết điều phết. Tôi cảm ơn mẹ đã sinh ra một người chồng tuyệt vời như thế. Cháu chào bác ạ. Phương đến chơi đi ạ? Dạ. Phương đến chơi thì là ăn cơm luôn nhá. Chị nấu món gì thế chị? Nấu chả cá. Anh mình thích nuôi cá mà chị lại đi nấu cá. Chị sót lắm đấy. Thế thì để con nấu món khác. Chị rượu vô ý thúc nhở? Phải để em nhắc mới khôn ra. Chị em hiểu anh thôi. Anh ăn đi anh. Thôi đợi mẹ anh về rồi ăn chung cũng được. Mình cứ ăn trước đi rồi phân bác hay sao? Thế em ngồi ăn luôn đi. Em đợi mẹ. Ôi, nóng quá anh ơi. Nóng thì đừng ăn nữa. Mẹ về thì cũng ăn luôn đi ạ. Tôi nuốt làm sao được, vì ở đây tôi toàn ngửi thấy mùi trà xanh. Con nói vậy là sao ạ? Mẹ hiểu nhầm rồi. Im mồm, không đến lượt con lên tiếng. Lúc nào cũng bênh vực thằng Minh Anh để nói xấu vợ nó. Đến cái nét ăn của cô cũng không được bố mẹ cô dạy dỗ tử tế. Con tưởng bóc đi lâu. Không đợi được thì biết. Còn con, gặp cái loại trà xanh trà đào như thế này ấy, con trừng trị thẳng tay nhá. Còn thằng này, ăn nốt cái chỗ này đi, rồi tự dọn nhá. Mẹ. Đi con. Mẹ ơi, mẹ làm sao này? Mẹ không làm sao. Chị dâu đâu mà để mẹ nhà mình này? Chị đi chợ tí chị về mà. Chị đi đâu để mẹ nhà mình mệt này? Chị đi chợ, sao đây? Con, mẹ không làm sao đâu. Con vào nhà nấu cơm đi. Vâng. Mẹ ăn nhiều thịt vào. Mẹ ăn rau vào đi, mẹ đừng ăn thịt nhiều. Chị vừa phải thôi. Mẹ ốm nên bắt mẹ ăn rau. Con đừng nói như thế. Đừng cái gì. Con dâu cũng chỉ là con dâu, là người giữ nước lã thôi. Không ai chăm mẹ bằng con gái cả. Con đừng nghĩ con gắp cho mẹ vài miếng mà nghĩ là mình hiếu thảo. Con có biết là mẹ đang bị huyết áp này, bị tiểu đường này, nên mẹ phải ăn nhiều rau. Ăn thịt bây giờ là không tốt con ạ. Sao mẹ bị bệnh mà không bảo con? Thì bảo con thì làm được cái gì. Lúc mẹ đi viện chỉ có mỗi con dâu mẹ thôi. Còn lúc đấy thì con ở đâu? Con cảm ơn chị dâu con chẳng hết. Còn nói này nói nọ. Con đi về. Mẹ. Thôi, mẹ đã đi rồi, nghỉ ngơi nữa. Thì con cũng ăn đi. Thế bây giờ em có đưa tiền anh đi nhậu không? Không. Đưa không? Không. Mày làm gì đấy hả? Ừ. Con cầm lấy. Đúng mẹ hiểu con nhất. Đàn ông là phải được đi ra ngoài giao lưu nhậu nhẹt với bạn bè. Thế con cầm nó làm gì? Đúng đấy. Con đi vào trong này với mẹ. Làm gì hả? Con phải trang điểm xinh đẹp lồng lộn vào. Mẹ sẽ kiếm cho con người chồng khác. Mẹ nói gì vậy? Mẹ không thể để con dâu mẹ lấy một cái người chồng mà không biết chăm lo cho vợ, không biết kiếm tiền để nuôi vợ. Mẹ sẽ kiếm cho nó người chồng khác. Đi con, đi. Thôi, mẹ. Mẹ với vợ cầm lại số tiền này đi ạ. Từ bây giờ con hứa là không nhậu nhẹt, không bạn bè gì nữa. Mẹ cầm lại tiền để con đi nấu cơm ạ.